rơi thì khó chứ chẳng chơi. Ở nhà mẹ cha sướng như tiên trên trời. Giờ phải sớm có chút tàn lo cuộc đời. Có ai hay được nỗi trên lòng để vơi. Rồi thời gian sẽ xóa tất hoài nghi. Chỉ cần yêu thương sẽ không lo chuyện gì. Nhiều lúc sóng gió như từng dòng chia ly. Để rồi lại bên nhau như mỗi khi. Mẹ ơi lâu nay con rất muốn nói ra một câu. Con rất thương mẹ dù rằng nhiều lần con rất buồn. Khi chúng ta chẳng yêu nhau cứ dần dần đâu đâu. Mong rằng những chuyện buồn này sẽ không lâu. Chẳng giàu có lắm nhưng con sẽ chẳng là lòng đâu. Mai ấm gia đình là điều tuyệt vời con mong nhớ. Khi vượt qua ngàn sông gió và những ngày mưa giông. Giờ mình vẫn là một người anh cũng mong trở về. Cái lịch ngày mai giùm tôi nha. Vậy ha, rồi bye bye. Còn cười nữa hả? Hay quá ha. Con có ngày là mẹ chết rồi ngồi ở đó mà mồ côi á nha. Mẹ, cái gì? Nguyên kia giật mình vậy? Mẹ đang suy nghĩ làm chuyện ác phải không? Mày, cái gì muốn chết mà suy nghĩ làm chuyện ác gì tào lao không à? Ủa, sao giờ này không ngủ xuống đây làm chi vậy? Thì vợ của con á đuổi con xuống đây nhường chỗ chị hai ngủ á. Trời đất ơi, một con bánh bèo, một con bánh đúc, một con bánh đi gây rối ở vậy đó hả? Con nói con ngủ ở đây à? Dạ. Con đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, giờ con ngủ ở đây sao chịu nổi? Đi. Ờ, đi đâu mẹ? Theo mẹ lên phòng mẹ ngủ. Ê, không được mẹ. Trời, kỳ lắm. Kỳ cái gì mà kỳ? Ngủ với mẹ mà kỳ gì? Thì khi xưa khác, bây giờ khác. Giờ con lớn rồi. Thôi bắt cỡ thì thôi được rồi. Nhưng mà mẹ nói với con là chỉ ngày hôm nay thôi. Lỡ ở đây rồi, ngày mai mẹ sẽ tắm cổ con Thùy Dương đi. Con lên đó mà con ngủ, nghe chưa? Dạ. Ừ. Mẹ. Cái gì vậy? Con biết á, là mẹ làm tất cả mọi chuyện là chỉ muốn tốt cho tụi con thôi. Nhưng mà dù thế nào á thì con vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ. Mẹ là nhất của nhất. Con nói thiệt không? Dạ, thiệt. Chắc vậy phải không? Dạ, chắc. Vậy ngày mai con đi giao đồ cho bác Hồng giùm mẹ nha. Giao đồ? Khuya rồi không ngủ. Lên đây chi vậy? Ờ thì... Em là người vợ tốt mà sao có thể bỏ tròn của em được chứ? Vợ của anh á là nhất của nhất. Nằm xuống đây. Vợ ơi. Sao hết tròn? Anh ngủ không có được. Sao vậy? Thì tại mấy bữa rồi nhớ vợ quá, thèm hơi ngủ không được. Với lại mấy bữa rồi chồng không có... Thôi đi, em kỳ quá à. Đây là phòng khách mà. Em nghĩ gì vậy?
Ý của anh nói là mấy bữa rồi anh không có ăn uống đầy đủ, và bây giờ anh bị đau bụng khó ngủ, chắc anh bị đau bao tử rồi. Ê, em đang nghĩ gì phải không? Suy nghĩ bậy bạ phải không? Đó là không có. Đi ngủ đi. Thì không, nhưng mà không có gì. Em á đang suy nghĩ bậy bạ phải không? Anh nói là không có gì mà, chồng đi ngủ đi. Thì sao ánh mắt kỳ vậy? Không ngủ, không ngủ vậy. Không, anh đi nói cho rõ coi, không có gì đâu. Sáng rồi, dậy đi, ngủ ngủ hoài à. Con xong chưa? Không ấy mẹ cậu phụ chưa? Dạ, xong rồi mẹ. Xong rồi. Đi đi con. Dạ. Con nhớ địa chỉ rồi phải không? Con nhớ chứ. Dạ. Con đi đi nha. Cái gì vậy? Mẹ. Hả? Mẹ kêu con đi giao đồ, mẹ không đưa đồ sao con giao? Hả? Không đưa đồ sao con giao? Dạ. Mẹ quên. Ủa, mẹ. Đây nè. Đó. Cái gì mà nặng vậy mẹ? Đồ của bà Hồng thôi à, không có gì đâu con. Ôi dạ. Ừ, thôi đi đi. Mẹ. Tối qua giờ con thấy mẹ lạ lắm nha. Mẹ có gì đó giấu con phải không? Có, mẹ có giấu con gì đâu. Nhất định có gì đó mờ ám. Không có mà, thôi đi đi. Khoan, chồng ơi. Em đi nữa. Đi. Khoan con. Ủa, con đi đâu? Thì con đi đưa đồ cùng chồng với con. Rồi sau đó con đi chơi luôn. Dạ phải đó mẹ. Từ lúc Jackie về Việt Nam á, chưa đi đâu hết. Hay là hôm nay con với vợ con đi chơi nha. Tụi con tính đi chơi đúng không? Dạ. Để mẹ tính cho. Đi chơi thì lúc nào mình đi cũng được hết. Mấy bữa nay Jackie ở nhà với mẹ. Quá, má trộn nó cái gì? Mẹ, bữa nay con ở nhà với mẹ đi, vui lắm nha. Má trộn đừng nói với con là bắt con ở nhà rồi lau nhà dọn dẹp rửa chén đó nha. Dọn dẹp bữa chén vui mà con nha. Không, con sẽ đi cùng chồng của con. Phải đó mẹ, cho tụi con đi đi nha. Thôi tụi con đi đi. Đi. Ui da. Mẹ, mà bị gì vậy? Tự nhiên mẹ đau bụng quá con ơi. Nhưng mà sao tự nhiên đau bụng? Ai biết đâu, tự nhiên nó đau. Giờ con hỏi mẹ sao mẹ biết đau quá. Em, chắc là mình không đi được đâu. Thôi đi, rõ ràng là má trộn đang giả dạng mà. Trời, giả bộ chứ giả dạng cái gì? Trời ơi, mẹ đau bụng muốn lò ruột mà sao nói mẹ giả bộ vậy trời. Mẹ, hay là con đưa mẹ đi bệnh viện nha. Khỏi con, khỏi đi bệnh viện, con vô con lấy thuốc cho mẹ uống được rồi. Nó đau quá. Em giờ sao? Anh bình tĩnh nghe em nói nè. Con ông ấy, con đem đồ đi liền đi, bà Hồng nó đang chờ gấp lắm con, đi đi con. Lấy thuốc cho mẹ được rồi, đi con. Anh cứ bình tĩnh nghe em nói. Ai sao ta? Đúng rồi, phân tích cho kỹ cái tình huống mà má trộn đang gạt mình đó. Trời, gạt cái gì nữa, nhìn mẹ đau thiệt đó. Con đi gấp đi, nói gì đó nói kệ đi con, nhanh lên đi, má đợi, không có kịp giờ, mẹ, vậy bây giờ con đi đưa đồ, có gì con về liền nha. Jackie, ở nhà chăm sóc mẹ giùm anh nha, nhớ nha. Con về liền nha, đã đau quá rồi. Trộn. Chị dùng món gì ạ? Cho chị ly cam dắt đi. Dạ, cảm ơn em chưa dắt kịp đó chị. Còn gì nữa ta? Thôi ly xin gói chuối đi. Dạ, chuối bên em xài hết rồi chị. Nước em mở đại đi. Dạ, bữa bên em chưa có đủ lớn để dắt đâu chị. Chứ ở đây bán cái giống chó gì? Dạ, quán này không có nuôi chó giống đâu chị. Cả treo không à. Hỏi cái gì cũng không có hết trơn trời á. Nhìn nè, thứ cà phê rẻ tiền. Chị vừa nói cái gì? Tôi nói á, là cái quán cà phê rẻ tiền. Ê, cái con bánh bèo ướp muối phơi xương kia. Sao? Bây giờ là tôi nổi điên rồi nha. Bà nghĩ sao mà vô trong quán đây nè. Cái quán này là quán cà phê trà sữa. Xin nhấn mạnh đây là cái quán cà phê trà sữa mà má nghĩ sao mới ra má còn kêu nếp trái cây. Uống nếp trái cây tới ông nội bà sao vậy? Mày có tin? Tao lấy mũi, tao đập cho mặt.
mày không? Ừ, chắc đuôi cho bà đập mà. Tôi không lấy người bà, tôi chắc của con mà. Mày nói gì vậy? Mày nói gì? 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 Xin lỗi tao chưa? Xin lỗi. Thả tôi ra. Làm gì tôi vậy? Thả tôi ra. Ui da, đau. Thả tôi ra. Ui da, đau. Không. Cái gì? Cái gì vậy? Mày làm gì mày sấn sổ trong mặt khách vậy? Ủa bạn thấy nó mới vừa xì bách đau chưa hả? Mày nói cái gì? Thôi thôi chị bình tĩnh. Bớt cái máu đàn ông xuống chút chị. Mặt chị quen chứ sợ. Ê. Sao vậy? Mày làm gì tao đuổi việc mày đó. Đuổi thì nghỉ. Trời ơi, nghỉ sao trong đây kêu nước làm giọng mẹ á. Dẹp, không bán mua nữa, tự xử đi. Ê, hộ báo. Hộ báo Nguyễn Thị. Nguyễn gì hộ báo? Ôi. Tôi nói cho chị nghe nha, cái thứ như nó là cái thứ mà mẹ ơi lo mẹ không biết thế nào mà sạc con nướng nào. Tôi sẽ cho bà chết. Thương mẹ sẽ không làm con rất buồn. Khi chúng ta chẳng yêu nhau. Khi giận còn đâu đâu. Mong rằng những chuyện này sẽ không lâu. Làm do quá lắm nhưng con sẽ chẳng đau lòng đâu. Như ơi, mai ấm gia đình là được thực và con mong nhớ. Khi bước qua ngàn sông gió, qua những ngày mưa giông, gia đình vẫn là một nơi anh cũng mong. Anh cũng trở về.